Ngày 28 tháng 11, liên quan tới vụ việc nhóm bông hồng đen ở phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng tự ý lấy mẫu máu của nhiều học sinh để xét nghiệm HIV, đại diện công an quận Đồ Sơn cho biết, qua điều tra cho thấy chưa đủ căn cứ xác định nhóm này vi phạm hình sự mà chỉ vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đồ Sơn quyết định không khởi tố vụ án và không khởi tố bị can trong vụ việc này. Trong khi đó, liên quan tới hoạt động của nhóm bông hồng đen, ngày 24 tháng 8 vừa qua, Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà Đinh Thị Úc, 52 tuổi, ở phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, là trưởng nhóm điều hành nhóm bông hồng đen do vi phạm trong lĩnh vực y tế. Hành vi vi phạm của nhóm bông hồng đen được xác định là đã lấy mẫu máu để làm xét nghiệm HIV đối với người dưới 15 tuổi khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Quyết định xử phạt trên được ban hành dựa trên kết quả làm việc và kiểm tra của Sở Y tế Hải Phòng đối với nhóm bông hồng đen và một số học sinh bị lấy mẫu xét nghiệm tại quận Đồ Sơn.